Sáng nay ngày 14 tháng 2, tức ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn 2024, tại thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân, Ủy ban Nhân dân huyện Thường Xuân đã tổ chức lễ hội Nàng Han năm 2024 và đón nhận bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, lễ hội truyền thống Nàng Han. Dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Cục Di sản Văn hóa, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh Thanh Hóa và huyện Thường Xuân, đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn huyện và du khách thập phương. Lễ hội Nàng Han là lễ hội truyền thống của đồng bào 16 xứ Thái Mường Chiền Vắng Xưa, nay thuộc thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân, diễn ra vào ngày mùng 5 tháng Giêng hàng năm. Lễ hội nhằm tỏ lòng biết ơn Nàng Han, người con gái dân tộc Thái của bản Lùm Nưa, với lòng dũng cảm, sự mưu trí đã đứng lên bảo vệ quê hương và người dân vùng Tổng Trịnh Vạn. Lễ hội gồm hai phần, tế lễ trong hang Mường và phần hội với nhiều giá trị văn hóa phi vật thể của tộc người Thái như ngữ văn truyền khẩu, truyền thuyết Nàng Han, các tập quán xã hội và tín ngưỡng thờ cúng, làm đồ tế lễ, các tri thức, văn hóa dân gian về ẩm thực thể hiện qua các lễ vật cúng. Lễ hội mang đầy đủ quy cách của một lễ hội dân gian truyền thống từ cách thức làm đồ tế lễ, cách phân định, phân công trong thực hành tế lễ. Từ những giá trị văn hóa, lịch sử, khoa học nêu trên, lễ hội Nàng Han đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, những năm qua, nhận thức được tầm quan trọng của di sản văn hóa, tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác giữ gìn, bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội. Nhiều di tích, lễ hội đã được công nhận di sản văn hóa vật thể và phi vật thể cấp quốc gia, trong đó có lễ hội Nàng Han, xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân. Đồng chí biểu dương chính quyền và nhân dân huyện Thường Xuân trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội Nàng Han qua các thế hệ. Để tiếp tục tạo sức sống mới, sự lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ các giá trị của lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân huyện Thường Xuân cần phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị có liên quan để bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu làm sáng tỏ hơn nữa các giá trị của lễ hội Nàng Han để giới thiệu, quảng bá di sản đến rộng rãi công chúng trong và ngoài tỉnh.